Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Có sức khỏe là chúng ta có tất cả. Hôm nay thì mình quay trở lại về cái chủ đề cái cây bông sứ. Nói chung là bông sứ cũng là khá nhiều bạn mà chơi cây kiểng ưu ái dành cho nó những cái tình cảm tốt đẹp các bạn. Thì khi mà chơi sứ thì đa số các bạn là cứ băn khoăn. Tại vì ngay cái thời điểm này là hầu như là cái dòng sứ ghép là nó chiếm lĩnh thị trường chơi sứ ở Việt Nam. Thì các bạn biết rồi, cái sứ ghép thì một cái giống sứ là nói chung là nó rất là bình dân. Bởi vì khi mà từ cái sứ nguyên liệu mà lên tới cây ghép được khoảng chừng 3-4 tháng thì người ta có thể là người ta bán được rồi. Khoảng 6 tháng người ta bán được rồi. Thì rất là rẻ các bạn, nếu mà tùy theo cái phun cây. Nếu mà củ nhỏ thì khoảng chừng trên 100.000 hoặc là 200.000, 300.000 tùy theo cái màu sắc của nó. Nhưng mà khi mà chơi sứ thì đa số các bạn cứ sợ là các bạn cứ hỏi tôi rất là nhiều về cái vấn đề là nói là cái tuổi thọ của cái cây sứ ghép thì nó có bền bằng cái tuổi thọ của một cái cây sứ zin hay không. Thì cái vấn đề mà cái tuổi thọ của cây sứ ghép á, nó có bền hay không á, thì theo tôi nha. Cái này gọi là cái kinh nghiệm bản thân của mình thôi. Bởi vì mình cũng không phải là chuyên ngành về sứ để mình nhân chống sứ, thành ra mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà năm thôi thì biết cái gì thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Trước mặt của các bạn là cái cây sứ này. Cây sứ này, cây các bạn nhìn kỹ các bạn thấy ha. Các bạn xem thử coi. Xem thử coi sứ này cây sứ sứ zin hay là cây sứ ghép. Các bạn xem thử ha. Các bạn tìm ra không? Các bạn có thể biết là cây này zin hay ghép hay không? Thì các bạn xin thưa với các bạn ha, không mất thời gian nói thẳng luôn. Đây là một cái sứ, này là một cây sứ ghép. Cái dòng sứ này tôi trồng rất là lâu rồi. Hôm nay là có lẽ là trên 10 năm. Thì cái lúc mà cái dòng sứ mà gọi huyết rộng nó mới vừa hot trên thị trường đó, là mình có một người vị khách, người ta biếu mình cây lúc cây nhỏ xíu xíu lúc cây bằng khoảng chừng bằng ngón chữ cái thôi, mà về mà tôi trồng một thời gian các bạn thấy là hiện nay là phun cây nó lớn như thế này đây. Thấy không, lớn như thế này, cây nó sống rất là tốt. Phải nói rằng cái khi mà cái tốc độ tăng trưởng, cái tốc độ mà sống dẻo, sống dai, sống khỏe, sống bền là đương nhiên là cái dòng sứ ghép thì nó không bằng cái dòng sứ nguyên thủy. Đây, dòng sứ nguyên thủy là tôi có cây kế bên cho các bạn xem luôn ha. Đây đó các bạn thấy không, đây là cây sứ nè. Cái sứ này sứ zin trồng từ hộp. Cái sứ này cái kiểu mà kiểu cổ ngày xưa đó, các bạn thấy cái bông này, cái bông mà nó năm cánh là dòng cánh đơn. Đây là mình trồng từ hộp, nay là 26 năm. Mình nhớ rất là rõ cái thời điểm này, bởi vì lúc mà thằng bé mình nó sinh ra đời thì mình trồng cái sứ này. Hôm nay nó 26 tuổi thì nó không chặt vào đâu được. Cây này 26 năm rồi các bạn thấy không đó. Mà theo tôi biết thì tuy nhiên sứ mà các bạn, nó thường thường nó chết là do nó bị thúi cũ. Mà thúi cũ thì nó có nhiều nguyên do, nó nhiều nguyên do lắm. Chứ không hẳn là các bạn mà nhiều nước là nó đã thúi đâu. Nó cũng có nhiều nguyên do tác động. Thì mình cũng đã làm một cái clip để chia sẻ với các bạn vấn đề tuổi thọ của sứ là do ảnh hưởng của vấn đề đó, thúi cũ nó chết rất là nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn mà chơi sứ ghép, các bạn lưu ý ha, nếu mà các bạn mà chơi sứ ghép thì nó cũng tùy thuộc vô cái dòng sứ. Bởi vì như là trước mặt của các bạn đây là dòng sứ này, dòng sứ huyết rồng. Cái dòng sứ này, dòng sứ cánh đơn nó bốn lớp, nó rất là đẹp. Cái dòng sứ này thì nó cái sức đề kháng nó yếu các bạn. Phải nói là cái sức đề kháng của nó yếu. Thành ra cái cây này nó thường bị cái hiện tượng mà nó vàng lá, nó nhiễm nấm lá, nó rụng lá. Đương nhiên nếu mà chúng ta khắc phục và trường hợp đó các chúng ta phun thuốc mà diệt nấm cho cây thường xuyên thì cây nó phát triển rất là tốt. Khi mà các bạn mà chơi sứ thì các bạn mà thường thường nếu các bạn chưa quen rồi, các bạn sẽ nhìn thấy cái mối ghép của nó. Cho dù nó bao nhiêu năm cũng vậy, cái mối ghép nó vẫn còn để lại. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà các bạn chơi cái sứ ghép ngay từ nhỏ đó thì cái mối nối của nó, cái mối ghép của nó liền mí. Chúng ta nhìn rất khó phát hiện ra. Bây giờ nếu như cây này thì các bạn nhìn thấy các bạn nhìn thấy cái mối ghép nó chỗ nào không? Ghép chỗ nào không? Nếu mà các bạn quen ha, bạn quen các bạn biết, còn nếu các bạn không quen các bạn nhìn hoài nhìn mãi không ra. Đây nè các bạn, đây cái mối ghép nó đây. Đây, cây này á lúc trước người ta ghép ba mối. Cái mối thứ nhất nó nằm ở chỗ này nè các bạn. Đây nè các bạn. Mối thứ nhất nằm chỗ này, các bạn thấy không? Giờ nó chỉ còn là một cái nếp nhỏ xíu thôi. Là cái mối thứ hai. Mối thứ hai nó nằm ở chỗ này nè, chỗ này nè. Nè, còn cái dấu đây nè các bạn. Nè cái dấu này nó dần dần nè các bạn thấy không? Dần dần dấu đây nè. Và cái mối thứ ba nó nằm ở chỗ góc bên đây. Góc bên đây là các bạn thấy không? Đó.
giờ nó phát triển cái gốc cái trụ thân trụ rất là vững ha, rất là lớn luôn. Và các bạn thấy sau một thời gian rồi thì nó sẽ liền rồi, chúng ta sẽ không phân biệt được cái khó phân biệt được cái nào là cái xứ zin và cái nào là cái xứ ghép, bởi nó liền rồi. Cái xứ ghép thì nó có cái lỗi của nó, các bạn biết có cái lỗi của nó là khi mà nó để là một cái sẹo á, chúng ta nhìn thấy rất là khó chịu. Một chút nữa tôi sẽ quay lại một số cây xứ mới vừa ghép mới để là cái sẹo nhìn là khó chịu liền. Nhưng mà cây này các bạn thấy nó lâu năm rồi nè, lâu năm rồi nó không có để được cái sẹo nào hết trơn ha. Nhưng độ cũ của nó thì nó không có đẹp, nó không có đẹp bằng cái cây xứ nguyên liệu. Bởi vậy người ta thường lấy cây xứ nguyên liệu, xứ nguyên liệu bắt đầu có củ đẹp rồi người ta dùng, người ta ghép này vô để cho người ta muốn có một cái tác phẩm đẹp. Cây xứ ghép thì nó lung linh lắm, nhiều màu lắm, nhiều sắc màu lắm, nhiều lớp lắm, từ một lớp cho đến bốn lớp. Hôm nay thì bốn lớp, hồi trước năm lớp có chưa, mình thấy như là bốn lớp có rồi, từ một bốn như là cây là bốn lớp các bạn, cây là bốn lớp mà nó rất luôn ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy gì nè. Đó, bởi vậy là cái tuổi thọ của cái xứ ghép tùy thuộc vào cách chăm sóc của mọi người, chứ không hẳn là chúng ta đổ lỗi cho tại vì cây ghép. Nếu mà cây ghép mà do cái ghép mà nó làm cho cây xứ nó chết thì thông thường nó sẽ chết từ cái mắt ghép hoặc là từ cái nhánh ghép nó buông xuống. Đằng này nếu mà chết thì chết cả cây chứ không phải là chết phần nhánh ghép, thì chúng ta không thể nào chúng ta đổ lỗi là do cây xứ ghép. Tuổi thọ của cây xứ ghép nó không bằng cây xứ zin. Thì đương nhiên cái vấn đề hàng zin nó vẫn là nhất rồi, không có gì bằng cái hàng zin hết. Cái hàng ghép á, thì các bạn thì phải chú ý, nếu mà chúng ta chơi cái ghép, ví dụ như là trước mặt của các bạn là một cái cây xứ huyết rồng ở đây, huyết rồng, nhưng mà cái dòng F1, F2, F3 và F4 nó khác nhau. Khi mà sử dụng cái từ F á, để trong vấn đề lai tạo thì tôi thấy trong cái lai tạo giữa động vật thì người ta thường sử dụng đó, còn cây không biết người ta có dùng cái từ đó không mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà mình tạm gọi ha, ví dụ như là từ một cây model là cây xứ mẹ mà nó có được một cái bông chuẩn rồi, bắt đầu người ta lấy cây xứ mẹ đó người ta ghép cho một cây xứ nguyên liệu. Cái lần ghép đầu tiên thì chúng ta gọi nó tạm gọi là cái dòng ghép của F1, thì đương nhiên cái từ cây mẹ, cây model chúng ta ghép qua một cái xứ nguyên liệu dòng F1 thì bông nó hầu như là 99% là nó giống mẹ. Nhưng mà khi nó phát triển rồi thì cái cây đó nó không thể nào gọi là cây model được nữa, không thể nào gọi là cây mẹ nữa, mà chúng ta cây nó dòng F1. Nếu mà chúng ta lấy cái dòng F1, đây là dòng cây là dòng F1 đó các bạn. Chúng ta lấy dòng F1, chúng ta ghép qua một cái cây nguyên liệu nữa thì nó sẽ dòng F2, thì cái bông nó sẽ thay quá từ từ. Từ F2 chúng ta ghép qua một cái dòng cây nguyên liệu khác thì nó sẽ thành F3, F4, F5, F6. F càng nhiều thì cái bông của nó càng ngày càng thái quá. Thì thứ nhất á, là cái size bông của nó, cái kích cỡ bông của nó sẽ nhỏ lại. Và cái thứ hai nữa là cái màu sắc của nó không còn giống theo nguyên bản. Thành ra là người ta chơi cái dòng cây xứ ghép là tuy rằng nó cùng một tên, nó cùng một giống ra, nhưng mà do những nhà lai tạo, những nhà kinh doanh người ta lai tạo qua nhiều đời quá thì cái giống cây nó thái quá từ từ nó sẽ không còn giống như nguyên bản nữa. Thành ra trong vấn đề cái lỗi của cây ghép là nó vậy thôi. Thành ra mà khi các bạn chú ý ha, khi mà các bạn mà mua những cái dòng mà xứ ghép á, các bạn mà mua tại vườn lớn thì bao giờ giá nó cũng cao hơn là những cái dòng xứ mà nó ra thị trường, trôi nổi thị trường mà chúng ta không có biết lai lịch gốc tích của cái nhà nhân giống. Bởi vì họ cũng có thể họ lấy từ cái giống đó ra, nhưng mà qua nhiều đời thì cái size bông càng ngày nó càng nhỏ, và cái màu sắc của nó nếu bằng so vô nguyên bản thì nó không bằng nữa. Đây nè các bạn, đây là cái xứ này là cái xứ nguyên thủy nè, tạm gọi nó là cây model ha. Đây là các bạn thấy không, cây này thì có một anh bạn anh hỏi tôi là cây này nó tên gì, tôi chưa có đặt tên, tại vì khi mà thấy đẹp quá đó, mình đi vô vườn mình làm phim cho mấy cái shop, mấy cái vườn bán xứ đó, thì cây nào đẹp thì mình thích thì người ta biếu cho mình thôi, hầu cho chút xíu cho có gan tay nay nó bự vậy đó, nó giống như cây bông ly các bạn ha. Rồi từ cây này các bạn thấy không? Đây là cây model, cây này cây zin nè, cây là cây mẹ, cây zin là thông thường bên phía nhà vườn người ta thường sử dụng cái thuật ngữ là zin, có nghĩa là các bạn nhân giống bằng xứ nhân giống bằng cách dâm cành, các bạn dâm cành từ cái xứ model xuống đất nó lên, gọi là cây đó gọi cây zin, rồi chúng ta ghép vô cây gọi cây ghép. Đó là cây này bây giờ muốn ghép thì chúng ta sẽ cắt này, chúng ta ghép thì chúng ta sẽ có được cái dòng F1. Rồi các bạn thấy đây, cây này cây ghép rồi các bạn.
Hồi đó tôi mua cũng lâu rồi, tôi mua hồi đó đâu cũng nay cũng cũng lâu lắm mà không nhớ. Mà các bạn hồi đó tôi lúc mới biết chơi á, thì mình thích mình xứ thì mình mua cây nào nó có nhiều màu thì mình mua về, mục đích là mình lấy giống về mà. Khi mà lấy giống về tôi mới nghiệm ra một điều. Các bạn, có nhiều bạn mới bắt đầu biết chơi sứ, các bạn thích mua những cây sứ, người ta ghép nhiều giống vô một cây, mục đích các bạn về lấy bò, lấy giống, ok, đó là đúng. Nhưng mà khi mà các bạn đã muốn chơi như thế này, các bạn thấy nó cái lỗi của nó rất là lớn là sao không? Là khi mà ghép vô, người ta chỉ ghép cái màu sắc nó khác nhau thôi, nhưng mà cái độ sai bông là một, cái thứ hai là cái tốc độ tăng trưởng của mỗi một giống sứ nó khác nhau. Khi mà đưa vô một cái củ như thế này, đưa vô một cái cây mẹ như thế này, thì cái nhánh của nó đó, nhánh của nó, nếu các bạn ghép một cây nhánh ghép nào phát triển mạnh thì nó sẽ dương lên, nó vượt ảo ảo ảo, nó phà phà và phà luôn. Còn nhánh nào đó phát triển chậm thì nó còi cọc. Cũng như đây nè, hai cái nhánh này nè, cái nhánh quỷ này tên gì quên, cái rồng vàng ngày xưa nó quý lắm các bạn, của Đài Loan nó quý lắm á. Còn nhánh bên đây là cái nhánh nè, nhánh bên đây là cái nhánh cây kim lân thì các bạn biết rồi, nó rất là sai bông, nó rất là phát triển tốt. Thành ra sau một thời gian á thì nó lên, nó sẽ ép cây rồng vàng nó còi cọc. Nhiều lúc mình phải xả tàn cái cây bên hông ra để cho cây kim lân ra để là kích cho cây rồng vàng nó phát triển. Như vậy chơi rất là cực ha. Thành ra nếu mà theo tôi á thì các bạn nên chơi một chủng loại thôi, đừng có chơi mà trong một cây mà nhiều màu. Nếu mà các bạn mua về mục đích các bạn lấy bo đó là chuyện khác, còn nếu các bạn mà trồng để chơi thì các bạn cũng không nên, trồng cực lắm. Và đồng thời là tôi nói với các bạn rồi ha, khi mà ghép nè các bạn thấy không, nó để là cái sẹo. Các bạn thấy rất là tệ luôn, cái sẹo rất là vô duyên ha. Nhìn là mình thấy liền, chứng con mắt liền. Bây giờ hỏi làm sao mà cây sứ zin là nó bao giờ người ta cũng chuộng hơn cây sứ ghép. Nhưng mà tuy nhiên cây sứ ghép của mình mà mình khắc phục được cái chỗ mà cái vết sẹo khi mà ghép giữa cái bo ghép vô cái thân cây mẹ, thì cái cây của các bạn thì nó cũng như cây zin thôi, không khác gì cây zin hết. Đó là cái lỗi lớn nhất của cây sứ ghép, là vậy, nó để là một cái sẹo rất là tệ luôn. Nè, xung quanh ở đây mình cho các bạn xem một số cây không để lại sẹo. Cũng có thể là một số cây đó là không để lại sẹo là theo mình nghĩ á, là do tốc độ tăng trưởng của cái cây ghép nó phù hợp với cái tốc độ tăng trưởng của cái cây nguyên liệu. Thì khi mà chúng ta ghép vô thì cây nó phát triển, nó đồng đều với nhau thôi, nó không để lại vết sẹo. Rồi, ở đây trước mặt của các bạn có cây ngọc băng ha. Ngọc băng nó mới nở thì nó hơi phớt hồng vậy thôi các bạn, nhưng mà ngày mai bắt đầu nó trắng nõn luôn, nó trắng tinh khôi luôn, trắng lắm. Ở cây này, cây ngọc băng, cây này cũng mình trồng lâu lắm rồi. Hồi đó cây ngọc băng này nó còn hiếm lắm các bạn, hình như là cái sứ này ngày xưa là sứ du nhập từ Đài Loan đó sao á. Nè các bạn thấy không, tinh mắt nhìn là biết liền ha. Tuy rằng khéo léo cỡ nào nhưng mà qua chỉnh sửa rồi, người sành điệu thì người ta cũng nhìn được cái để lại cái dấu tích lại của có bàn tay chỉnh sửa của con người, không phải là hoàn toàn tự nhiên. Đây cây, các bạn thấy không, đây nè, ngay cái đây nè, các bạn thấy không. Nhưng mà không sao, bởi vì cây này các bạn thấy là nó cũng liền hết rồi nè, nó cũng liền, nó không có đến nỗi mà nó bị nó, cái sẹo nó bị dắt nhưng mà cái cây hồi nãy Năm Thu giới thiệu đó các bạn thấy đó, giờ nó lên thấy chưa. Đây. Cây này cũng là cây ghép nè các bạn ha. Rồi, cây bên đây cũng là cây ghép nè. Thành ra khi mà mua, nếu mà mua cây ghép á thì các bạn mua cây lúc nó còn nhỏ thì đó, ghép các bạn thấy không. Đây là cái dấu nó còn lại nè các bạn, còn thấy không, dấu còn lại ha. Cây này cái tên nó còn dán tên này, sương gió phủ đời trai, tiêu luôn cái tên này, tên tuổi em này cái tên của ông hoàng đế La Mã gì đây, tướng La Mã gì đây. Cây này bông cũng rất là đẹp đó. Rồi, cây này thì gọi là cây zin, cây này mình nhân giống từ nhánh. Cây này cũng nhân đây, nhân giống đây các bạn thấy không, để là một vết sẹo của năm tháng, vết sẹo của chỉnh sửa, vết sẹo của dao kéo thì không thể nào mất đi được. Rồi các bạn thấy đó, một số cây nè, cây này các bạn thấy đây là cây này cây Minh Thi Năm, cây sứ huyền thoại của tôi, có một thời đó đưa em ấy lên đỉnh, lên trên đỉnh luôn á. Xong rồi cây này bông nó rất là thơm, nhưng mà điều mình phải phun thuốc liên tục dưỡng cây này, nó hơi kén, hơi kén người trồng. Các bạn trồng cây Minh Thi này các bạn phải phun thuốc dưỡng lá gì nó mới tốt vậy, và điều nó hương thơm, nó ngào ngạt các bạn thấy không.
những cái vết sẹo như thế này thì đa số sau này thời gian nó liền nè, các bạn thấy không, nó liền nè. Còn cái dưới đây sẹo đây nè, cây này cũng là cây ghép nè các bạn ha, cây là cây vĩnh lộc, vĩnh lộc mấy đây, tôi đã xăm chỗ hình em số cái xăm chỗ lý lịch của em nó lên trên cái cũ mà khởi nghiệp hết, cái cũ người ta cũng xăm nữa ha, có ai xăm cũ không ta, nè tôi xăm nè, xăm cũ nè. À, các bạn thấy không, đây nè vết sẹo đây nè, đó làm sao mà xóa được những cái vết sẹo dao kéo được. Rồi đến đây thì tôi cũng chia sẻ với các bạn về cái nỗi băn khoăn của các bạn. Các bạn cứ mua sứ chơi sứ mà các bạn cứ băn khoăn, các bạn nói là không biết là chơi cái dòng sứ ghép tuổi thọ đó bao nhiêu. Tôi không biết là nó sống được bao nhiêu, nhưng mà trước mắt của tôi có một cái cây ngay đầu clip tôi chia sẻ với các bạn rồi đó, cây đó nó cũng là trên 10 năm rồi mà cây sống cũng rất là tốt, đâu có gì đâu nè, điển hình đây nè. Quan trọng là cách mình chăm sóc thôi, chăm sóc nó đừng có thối cũ là được rồi, chứ còn cái tuổi thọ của nó thì không biết là nó chết trước mình hay mình chết trước nó cũng không biết đây. Nhiều người chơi cây kỹ chết rồi cây nó cũng không chết đó, như vậy à. Rồi thôi, đến đây mình cũng xin nói là chia tay các bạn. Tóm lại là tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn, các bạn cứ chơi đi, mình chơi thoải mái đi. Nếu mà các bạn có điều kiện thì đương nhiên các bạn chơi cây sứ zin thì nó vẫn hơn. Về cái nhìn nhận của tôi đó, chơi cây sứ zin thì nó tất nhiên là nó hơn được cái là nó hơn được cái màu sắc, nó hơn được cái xe bông, và đồng thời là nó không có pha tạp với cây sứ nguyên bản, với cây sứ ghép nhiều, thành ra cái độ bông nó rất là đẹp. Nhưng cái dòng sứ của tôi ở đây á, cũng là sứ ghép, nhưng mà do mình sưu tầm từ trong cái vườn nhân giống ra, thành ra nó thuộc loại toàn bộ là dòng F1 hết, không phải là F2, F1, thành ra cái bông cũng rất ok so với cây mẹ thì nó không khác mấy, chênh lệch với nhau là 99% hoặc là 95% thôi. Còn muốn cho nó sống lâu, sống khỏe, sống tốt thì do cách chăm của mọi người. Thôi đến đây thì tôi cũng nói lời chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết cái clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.